Câu số 1. Câu hỏi số 1. Người tu thiền tông hàng tháng vẫn đi phóng sinh để coi như trả nghiệp trước đây vô minh của mình đã từng giết hại muôn thú. Vậy làm như vậy thì có ảnh hưởng con đường trở về Phật giới hay không ạ? Nếu phóng sinh là nó tạo cái phước thì mình đóng cửa về Phật giới. Thì mình đi tạo phước mà làm sao về Phật giới được? Thì giờ mình phóng sinh để làm phước, để kiếp sau mình sống lâu chút, thì về Phật giới hoàn toàn bị đóng lại hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu hỏi số 2. Những người có hoàn cảnh khó khăn mà mình giúp đỡ, vậy thì mình có can thiệp vào nghiệp nhân quả của người ta hay không? Cái này cái nghiệp đó là khác rồi, còn mà giúp người ta thì mình tạo cái phước thì mình được phước thôi. Còn cái nghiệp của người ta trả kệ của người ta. Còn mình giúp người ta bớt khổ là mình được cái phước, mình phải hiểu vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu hỏi số 3 là trước đây bác từng giải đáp là lại lục trong đám tang hoặc đám giỗ thì công đức bị bôi đen. Vậy trong cuộc sống này thì dù gần như thế nào thì công đức cũng bôi đen. Vậy thì mình thực hiện cho đúng lễ nghi trong những cái đám tang đám giỗ thì có sao hay không ạ? Bây giờ mình trong cái đám giỗ đám tang, nếu ông bà mình thì mình cứ lễ bình thường không sao. Mình chấp nhận cho nó màu đen, giống như mình có 1 triệu mình xài 2-3 ngàn làm gì, vẫn bắt đầu phải cho xài, thế giới này phải cho xài, chứ nếu ông bà mình không lại sao không được ha. Nhưng mà mình lại ví dụ mình tạo công đức nó màu đen chuyện của nó. Khi mình tạo có công đức nhiều rồi thì tất cả những cái vị thần mà quản lý á có hiểu cái tuổi thọ mình. Bởi vì sau cùng cái thiền đó là người ta nói là cái thời gian nào mình sẽ lưu được cái công đức mà trở về Phật giới thì ông thần cũng giúp mình. Ở thế giới này mình không thể là một người là toàn năng được hết, mình chỉ có ông Phật thôi. Còn mình là biết nhưng mà ở thế giới này không thể nào không thể sử dụng. Giống như mình đi qua cái luật pháp nó bảo đi qua cái trạm đó là mình không có đóng tiền phạt, ha không? Nhưng mà giờ cái anh đó anh đòi đóng tiền phạt là sao đây? Nếu mình cử ảnh thì không được. Thế gian này thì phải xài, nhưng mà phải hiểu rằng á, mình xài đúng lúc đúng nơi chứ không phải lúc nào cũng phải lo hối lộ cho người ta, không phải, tùy theo hoàn cảnh bắt buộc phải xài. Ông bà cha mẹ mình mất thì bắt buộc mình phải lại. Thứ nhất để trả hiếu cho cái vấn đề thế gian này. Thứ hai nữa để cho người xung quanh người ta không có chê mình. Thế gian này nó nói vậy không ai thập toàn được hết. Nhưng mà hiện giờ cái thiền tông nó công bố ra rồi thì mình tùy theo từ hoàn cảnh mà mình đối xử lại với thế gian này. Mình phải hiểu bởi vì khi thiền tông công bố ra rồi thì nó mới chuẩn lại. Mà nó chuẩn cũng bao nhiêu phần trăm thôi chứ không phải chuẩn hết được đâu. Giờ mình suy nghĩ đi, thiền tông mà nó ra đời rồi đó, bây giờ đó thì trên truyền hình đó bao nhiêu người coi, nhưng mà bao nhiêu người theo, đâu phải ai cũng nghe theo hết đâu. Mình phải hiểu cái thế giới này nó là thế giới này là thế giới vật chất, phải sống đúng cái quy luật của nó. Còn mình muốn về đó có phước nó đem vô trung tâm vận hành luân hồi nó phá hết, do đó chỉ sử dụng công đức thôi, phước đức ác đức vô nó phá hết không sao. Rồi con hỏi tiếp đi. Lời nguyện thứ 2 trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà là: nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi sau khi thọ chung còn trở lại xa vào 3 ác đạo, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Là cái lời nguyện này là như thế nào? Lời nguyện này là của ông A Di Đà. Nhưng mà nên nhớ rằng á, ông A Di Đà ông nói vậy là nói theo thế giới vật lý thôi.
Trước khi mà công bố quyền ký ra rồi thì những lời nguyện A Di Đà bỏ đi, dẹp, không xài nữa. Có nghĩa là tôi vào trong thế giới thiền tông rồi, thì cái thế giới của A Di Đà là thế giới vật lý, không xài nữa. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, người tu theo thiền tông phải hiểu câu nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ như thế nào là đúng ạ? À? Cái này là mấy ông tu vật lý ông nói vậy thôi, chứ làm sao mà trong thế giới thiền tông không có xài cái này. Mình độ mình là chưa độ nổi mà ở chúng sanh. Cái này là mấy cái ông thế vật vật lý ông nói cho, để cho mấy người mà ta tu theo vật lý ta thích thôi. Bây giờ á, cái thế giới loài người không mà độ cũng không nổi mà chúng sanh, nghe không? Bởi vậy khi mà cái thế giới mà cái thiền tông ra đời nó mới nói hết lại, nó chuẩn là hết lại. Vì thế mà tất cả những người ở trong thế gian này hoàn toàn không ai dám dạy giác ngộ. Để ý đi, ông giỏi cỡ nào, tiến sĩ cỡ nào không dám đề cập đến chữ giác ngộ, chứ đừng nói giải thoát. Vì thế mà thiền tông nó ra đời, nó nói cho rõ lại, chuẩn từ lời ăn tiếng nói, từ câu văn câu thơ lại, để cho người tu theo đạo Phật biết rằng đạo Phật là giải thoát, chứ không phải đạo Phật mà giải ngân. Mình nên nhớ chỗ đó, thấy không? Thành ra mình mới có nói cái chuyện mà kêu bằng công bố quyền ký ra, có nghĩa là công bố pháp môn thứ sáu ra để người ta tu đạo Phật cho đúng, có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, trước Đức Phật Thích Ca đã có hơn 7.000 vị Phật ở trái đất này rồi, tại sao chính đời Phật gần đây lại không công bố giáo lý ra được? Thầy cho con hỏi, thời nay của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có công bố được giáo lý không ạ? À? Ông Phật ông nói là mấy đời trước chưa công bố được, thì cái đời này là do cái con người hiện tại nè, do con người chịu trách nhiệm công bố cái này ra, có khả năng công bố không? Thứ hai nữa là đệ tử ổng có cản không? Bây giờ tùy theo, bây giờ tôi nói đó, các đệ tử của Đức Phật bây giờ có cản không? Bởi vì luật pháp giáo lý ra thì phải là lãnh đạo giáo hội Phật giáo của nước đó, tôi không nói nước nào nước đó, cho phép mới được. Vì hiện giờ luật pháp mình á, muốn mà cái công bố này là giáo hội phải đồng ý, chánh phủ mới cho xuất bản. Còn nếu giáo hội không cho thì chánh phủ hoàn toàn không được. Là vì phân định rồi, phân định giáo Phật giáo là của mấy vị cho phép tôi mới làm. Tôi là chánh quyền, gọi là chánh quyền quản lý thôi. Còn chuyên môn là quý vị cho tôi cho công bố, còn không cho thôi. Vì thế mà chánh quyền cũng không có bước qua cái ranh giới của cái tôn giáo được. Đạo Phật muốn xuất bản cái gì phải là đạo Phật cho phép, còn không cho thôi. Đạo nào theo đạo nấy. Còn sở dĩ mà cái quyền ký được công bố ra này là vì tôi đi đúng theo luật pháp. Khi công bố ra rồi thì mới hiểu rằng cái này nó khó. Chứ nếu mà tôi đã tiết lộ trước đây thì mấy năm hoàn toàn quyền ký không công bố được. Vì thế mà cái quyển quyền ký công bố ra có 60% thôi, 40% không dám nói. Nếu mà chỉ lên chừng 5% nữa thôi, hoàn toàn đóng ra liền. Mà hiện giờ người ta cũng muốn dẹp cái thiền tông này. Nhưng mà giờ sao dẹp đây? Luật tín ngưỡng cho tự do thì làm sao dẹp? Rồi bây giờ công bố, giáo hội đã cho phép công bố, chính quyền cho phép công bố, rồi làm sao đây? Thì đâu thể thu hồi được. Thành ra bây giờ cái thiền tông nó ra đời là nó chuẩn là toàn bộ từ cái danh từ, từ tiếng nói, rồi từ cái hiện vật như thế nào cho đúng.
Tôi thấy mà nội có một cái chuyện thế này à, chữ tâm linh mà con không giải quyết được. Mấy ông thầy hoàn toàn tu tâm không, mà không biết tâm là cái gì mà người ta đem tu. Đạo Phật có bổn phận là phải nói là cho rõ cái tu tâm này, nhưng mà nói không ai nghe thôi. Chừng nào mà có người yêu cầu tôi sẽ chỉ cách tu tâm. Nhưng mà trước nay tôi cũng nói ẩn ý rồi, nhưng mà không nói trắng là được. Thành ra cái quan trọng nhất là cái thiền tông này, từ lời ăn tiếng nói và từ danh từ của Đạo Phật phải nói cho đúng là hết. Vì thế mà tại sao mà trong nước Việt Nam không có nơi nào dám đứng giảng cái thiền tông này, hoặc là giảng về đạo thôi. Đạo ông Tiểu Thừa anh đứng giảng đi, hoàn toàn không ai dám giảng. Là đạo Phật là đạo giác ngộ mà không ai dám giảng dạy. Giác ngộ là cái gì? Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, trong quyển số 10 bác viết như sau: phổ biến thiền tông không phổ biến nơi đông người, và người nào thật tình muốn giải thoát thì mình mới dạy. Hai ý trên trong sách viết con không hiểu ạ. Cái thiền tông á, khi mà nó chưa công bố ra không, hoàn toàn không nói được cái này. Bây giờ nó ra công bố rồi, được quyền tập họp lại nói. Nhưng mà nên nhớ rằng nói tại cái chỗ công bố thôi nha, hoàn toàn các chùa khác không được quyền nói này. Mà đây á, vô đây tập hợp bao nhiêu cũng được, nhưng mà nếu mà qua chỗ khác 5 người cũng không được. Cái chùa Vật Lý chừng 5 người nghe cũng không dám, chứ đừng có nói chi mấy chục người. Đức Phật nói là chỗ nào công bố thì nói chỗ đó thôi, nghe không? Mà phải nói về giặt, chứ không phải mà muốn nói gì nói. Vì thế mà đã chuẩn quá là mấy lần rồi, chuẩn quá là lần thứ tư rồi, thấy không? Mà giờ nó còn một số câu hỏi rất nhiều, sẽ chuẩn quá lần thứ năm. Nó là 8 lần chuẩn quá, mơ không ít đâu, 8 lần. Thì mới đúng cái chu kỳ của nó. Mà mình có khả năng mình làm nổi không? Là người ta bảo là phải đúng tâm tài lực mới đi theo cái thiền, dòng thiền này được. Còn không có thì hoàn toàn không làm được. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu hỏi kế tiếp của vị Nguyễn Anh Tuấn ở Đồng Nai có hỏi như sau: một người khi đã hiểu được tánh rồi, vậy thì người đó đã có công đức từ nhiều đời trước rồi, có phải hay không ạ? Tất cả những người mà thích nghe cái này là có công đức trước rồi mới nghe được. Rồi bây giờ mình nghe mình giúp nữa là bắt đầu bồi công đức thêm. Thấy không? Trước kia mình không có công đức hoàn toàn, nghe cái này chửi liền, nghe chỗ này đi ra liền. Không dám là đứng trước cái cửa chùa luôn, chứ đừng có nói chỉ là vô ngồi nghe vậy. Thấy không? Mà nên nhớ là tất cả những người vô ngồi đây mà cái dạ mình nó bồn chồn, thôi đi, đừng ngồi. Vì thế mà khi mà Đức Phật công bố cái này nè, 7.000 người, ông nói là người nào không đồng ý đi ra, đừng có ở đây. Đừng ở đây rủi gì, nói mở miệng rồi chê này chê kia thì nó bị cái nhân quả rất nặng nề. Đức Phật nó chửi ông cũng không bằng cái chê này. Vì chê này nó đi qua nhân quả khác, chứ không phải nằm nhân quả vật lý. Chửi Đức Phật là theo nhân quả vật lý, nó không ăn thua vậy. Mà chê cái này nó đi ra ngoài cái quy luật vật lý, nó đi theo cái chu kỳ của trái đất, nó không còn nằm ở bên đây được. Rồi con hỏi tiếp đi. Trong bài kệ có câu: sống với Phật tánh là an muôn đời. Xin bác giải thích rõ chỗ này cho con hiểu. Thì đúng rồi, mình sống với tánh sanh tịnh mình thì nó an, còn sống với tánh người thì hơn thua. Cái đó mà giờ có ai sống nổi không? Ai thường sống nổi cái tánh Phật không? Người ta tu mấy chục năm người ta còn không sống nổi cái tánh Phật. Mấy người ta không hiểu cái tánh Phật cái gì nên làm sao người ta sống với tánh Phật được. Thì câu này là con nói Đức Phật sống với tánh Phật là an muôn đời, đúng rồi. Bởi vì mình sống trong thanh tịnh đương nhiên mình phải hay. Mà người này nó thật ra là phải kiến tánh mới sống được cái này. Còn không kiến tánh vô bắt đầu tưởng tượng rồi nó cũng đi quay qua chỗ khác, nó khó lắm. Vì thế mà Đức Phật nói là 100 người tiền thiền mà chỉ có bao nhiêu mấy người đi tới thôi,
còn bao nhiêu người rút lui hết. Đó, bây giờ tôi thấy có nhiều người bây giờ là mấy ngàn người, chứ sự thật đó là nếu mà đem xét lại là có bao nhiêu người mà thích cái này. Bởi có nhiều người ta vô đây rồi ta còn tìm cách ta phá luôn. Mình đừng có tưởng mà vô đây rồi ủng hộ mình, không có đâu. Vô đây ta tìm cách ta phá, mình coi chừng cái này. Đức Phật đã dặn trước rồi. Bởi vì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng như phẩm Đề Bà Đạt Đa, vô chửi ông Phật luôn. Phá ông Phật chứ đâu phải đâu. Nhưng mà nhờ cái phá này thì ông mới thử được cái tài lực của ông. Không có Đề Bà Đạt Đa lại chưa có thử thách được. Truyền tông mà không có bị người ta chửi thì không có giá trị gì hết. Có nghĩa là nói ai cũng nghe thì không có giá trị gì hết. Thấy không? Vì thế mà truyền tông tại sao người ta chửi? Ta chửi là gì? Tại người ta sống bằng tánh người, là phải tánh người là phải chửi thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Vậy khi một người kiến tánh rồi, có trường hợp nào họ bị thối lui hay không? Cái kiến tánh thì không thối lui được. Nhưng kiến tánh còn chưa, kiến tánh mập mờ thối lui được. Còn mà khi mà quyền ký công bố ra thì người ta cảm nhận được thì người ta không thối lui nha. Mà quyền ký mà công bố ra mà ta nghe ta hiểu nhưng mà không cảm nhận được thì hoàn toàn bị thối lui tới 90%. Phải hiểu cái này nè, nó khó lắm. Bởi vì cái thế giới vật lý mà mình không thể là mình sống với cái thanh tịnh mà trong thế giới vật lý được. Bởi vì tiền tài danh lợi, giờ ai không thích cái bá này, tiền tài danh lợi ai không thích, nó dính vô cái chỗ này. Bây giờ đó, thấy người ta làm cái gì có lợi quá rồi, giờ mình không làm được không? Thế giới này mà không làm thì bỏ, không được. Thế bắt buộc ta phải làm là nó mới dính. Mà dính vật chất rồi thì phải đi theo quy luật của nó. Nó kéo đi. Rồi con hỏi tiếp đi. Khi lâm chung gặp Phật đến rước thì vội vui mừng đi theo. Vậy những người tu trước đây đều bị lầm hết hay sao ạ? Nếu mà công bố quyền ký ra rồi thì không, thì hiểu mà không lầm. Công bố quyền ký mà chập chờn cũng vẫn bị lầm được. Là vì trước khi công bố quyền ký thì cái cao tột nhất là cái gì? Cao tột là thấy Phật A-di-đà đến rước đi theo. Bây giờ đó, giờ đi đâu? Bây giờ Thiền Tông nói A-di-đà rước là mình đi về trên cõi Phật. Phật quốc A-di-đà, nơi đó là nước Cực Lạc. Thì hỏi chứ lên đó hưởng sung sướng mà làm sao có cái chuyện mà giải thoát. Anh thích rồi mà làm sao giải thoát? Mình phải hiểu. Thì bây giờ Thiền Tông ra nó giải thích từ ly từ tí mình mới hiểu được. Đa số bây giờ tôi nói thấy mà tất cả những cái trường học Phật giáo vậy, hoàn toàn không có trường nào dạy giải thoát. Mà dạy cái gì đây? Mình suy nghĩ đi. Tất cả các nơi, các tỉnh nó có trường sơ cấp Phật học luôn. Nhưng mà hoàn toàn không dạy giải thoát. Mà dạy cái gì? Thành cái này, thành kia. Giờ có nhiều nơi tu để thành tứ quả tinh văn, tu là hoàng, nó đi vào cái dòng thánh đó. Tu để đi làm thánh. Mà trong khi đó đạo Phật thì Đức Phật nói sao? Ta là Phật đã thành, còn các ông bà là Phật sẽ thành. Ông nói vậy mình không nghe. Mà giờ đệ tử Đức Phật còn dạy để thành thánh, thành A-la-hán, không phải thành Phật. Chánh gốc của giáo hội mà còn vậy thì hỏi chứ người ngoài làm sao? Bây giờ mấy ông thầy có danh tiếng cỡ nào cũng hoàn toàn không dám đề cập tới chữ giác ngộ. Thì giải thoát thôi mơ hồ, không biết đâu. Mà bây giờ nếu mà Thiền Tông mà giải thích ra cái này thì hoàn toàn tất cả các chùa chửi liền, không được. Thì cũng mong là ông Phật cũng nói là cũng mong kiếm một hai người thôi, là nó xong nhiệm vụ của một vị Phật. Bởi vì cái chuyện này ông nói cách đây 2561 năm, sau đó mới được công bố ra. Công bố nay được 2 năm, mà giờ được bao nhiêu? Mà chống đối, có thể là chống đối, hằng hà sa số chống đối, còn đi theo có vài chục người thôi, không ăn thua gì hết.
Rồi con hỏi tiếp đi. Câu hỏi kế tiếp là: chuyện Thượng Đế nặng ra con người, lấy xương sườn của nam tạo ra người nữ, như vậy là có đúng hay không ạ? Cái này mình không can thiệp vô cái đạo ta đâu trời, mình sao biết được. Bây giờ đúng không đó thì cái người này mình phải hỏi mấy ông cha đó, hoặc là ông mục sư đó. Không? Chứ mình không can thiệp vô cái tôn giáo khác được. Ví dụ là tôn giáo thì là tôn giáo khác người ta bảo là tu lên thiên đàng. Thì hỏi tu thiên đàng đâu, tôi nói cho nghe. Còn hỏi là Đức Chúa Giêsu Đức Chúa Giêsu á thì ổng có nói về nè, là cái đạo ổng sử dụng hai hạt hít âm dương để tạo người nam người nữ ở chỗ này, rồi ổng cho linh hồn, cái đó là của đạo Thiên Chúa. Còn muốn đúng hay không thì mình phải hỏi mấy ông cha hoặc mấy ông mục sư. Chứ mình nói trật không được mà trúng không được. Trúng thì phải chứng minh, trật thì anh phải chứng minh. Mà dám không? Dám chứng minh không? Thì thôi bây giờ bởi vì tôi nói là Thiền Tông, hỏi trong Thiền Tông tôi nói cho nghe. Còn ngoài thì hỏi người ta. Chừng nào mà mấy ông cha là đi để hỏi, tôi nói. Nhưng mà muốn hỏi thì phải sắc phục đàng hoàng của một vị linh mục hoặc một mục sư tôi trả lời. Còn nếu không phải hai đối tượng này là không trả lời. Thấy không? Mà mấy ông đó là hỏi đó, không phải là có nhiều người nghe tôi mời chánh quyền luật sư lên chứng kiến. Có nghĩa là tới đây là đối chất rồi, nó đi qua cái giai đoạn đối chất chứ không phải là cái đối thoại, đối chất luôn. Còn cái câu hỏi này nó nằm ngoài phạm vi của Thiền Tông. Thì bữa nào rảnh á, nhà thờ thiếu gì mình lại mình hỏi người ta. Thấy không? Nó đúng chỗ hơn. Rồi con hỏi tiếp đi. Thiền sư Huyền Sách và sư Chí Hoàng có câu: tâm nhập và không tâm nhập tức là thường định, thì có nghĩa là sao ạ? Con lặp lại cho rõ. Tâm nhập và không tâm nhập tức là thiền định. Thường định. Cái này là cái câu chuyện đó, không phải ông giảng. Mà người Huyền Sách hỏi ông Huyền Giác, hỏi chứ ngồi thiền thấy tâm nhập hay là không tâm nhập. Đây là nói chuyện giữa đệ tử của Lục Tổ và nói chuyện ông Huyền Sách, Huyền Giác nói chuyện nhau. Thấy không? Nếu có tâm nhập thì hỏi chứ tâm ở đâu. Không tâm nhập để tâm nào? Vì trong cái câu này nó có nói là ba thời quá khứ hiện tại vị lai hoàn toàn không có. Ba cái tâm này không có. Cái mới đặt câu hỏi ba cái tâm này là tâm nào nhập, tâm nào xuất, nói nghe. Khóa hổng không kia vậy thôi. Đó, cái này là do Lục Tổ suối lại hỏi để khóa miệng ông này vậy thôi. Cái sự thật á, Thiền Tông không có nhập mà không có xuất mà không có tu, làm sao có nhập được. Vì thế mà nhiều nơi hiện giờ á, nói là tôi tu kiểu này, ngồi thiền kiểu này, ngồi thiền kia là nó sai. Thiền Tâm không có cho tu mà là ngồi cái gì. Thiền Tông phải hiểu cái công thức thôi. Đó. Mà cái này á, thì nó phải đi sâu, mấy người vô Thiền Tông phải hỏi cho sâu mới hiểu được cái Thiền Tông này. Còn không đi sâu thì hoàn toàn người vừa nghe tới Thiền Tông là người ta chửi rồi, khỏi cần chê. Vừa nói là bị chửi rồi thì còn quá cha cái chê nữa. Thấy không? Phải hiểu cái thế giới này nữa là vậy. Thiền Tông nó ra đời bởi vì Lục Tổ đó. Thiền Tông ra đời phá Tà Tông mà. Nó phá Tà Tông là tất cả những cái gì có hình tướng đều phá hết. Từ ngồi thiền giảng thiền, tất cả gì có hình tướng đều bị phá hết. Vì thế mà người ta chửi. Bởi vì thành ra cái Thiền Tông á, nó phải ở phổ biến tại cái chùa Thiền Tông mới được nha. Còn cái chùa thường không, hoàn toàn không dám, không nói, dám nói về cái chữ Thiền Tông này. Vì thế mà đi từ Bắc tới Nam chưa có chùa nào dám để Thiền Tông. Vì thế mà khi mà còn ở trong giáo hội, nó bắt phải đập cái chữ Thiền Tông.
Có nghĩa là nói rằng đạo Phật không có thiền tông, tu thiền tông là tà. Giáo hội biểu đập, giáo hội Đức Hòa, Đức Huệ bảo đập chữ thiền tông, tôi về tôi đập liền. Bởi vì mình còn trong giáo hội mà, giáo hội biểu gì tôi làm lấy. Khi tôi ra rồi, tôi gắn chữ thiền tông khác, đạo Phật thiền tông. Tôi không còn trong mấy ông nữa. Giờ nào tôi còn mấy ông á thì em hiểu tôi làm gì tôi làm, giờ tôi ra rồi. Còn giờ ông công nhận không, tôi không thành vấn đề. Tuổi của tôi phổ biến mấy năm là mấy năm tôi làm cho xong rồi rồi. Thấy không? Nó mình phải hiểu cái thiền tông khó. Hồi Đức Phật mà còn làm không được mà. Các tổ mà còn sợ mà. Vua Trần Nhân Tông còn ớn mà. Vua Trần Tông còn trèo lên núi. Thấy không? Còn mình ở đây phổ biến tại đồng bằng luôn. Mình nó thù thì cũng gan, nhưng mà nó chửi. Nhưng mà nó gan là phải có tâm tài lực. Người ta chửi chửi không sao, chửi thì cứ cười, không sao đâu. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Có một vị thượng tọa tiến sĩ có giảng như sau. Trong kinh nói về giáo dục nhân quả có hai phần như sau. Một, phần giáo dục sự thật về nhân quả. Hai, phần giáo dục nhân quả theo dạng cường điệu để mọi người không dám làm. Cái nhân quả đó là có đúng hay không? Nói đúng ra đó, mấy người mà nói về nhân quả thì nói về vật lý thôi, chứ hoàn toàn không hiểu nhân quả là cái gì. Thiền Tông đây nói nhân quả đó là do cái trái đất nó xoay, nó tạo ra cái nhân quả. Vì thế mà mình cầm cái cây, nó phải quay thì cây nó phải lớn, nó phải đi theo cái chiều dương nó mới lớn được. Thấy không? Là nhân quả. Thiền Tông là nói cái cốt tủy của Thiền Tông luôn, chứ không phải nói là nhân quả không có gì. Mà giải thích luân hồi cái là cái gì? Luân hồi tại sao có luân hồi? Nhân quả tại sao có nhân quả? Vì thế mà con người sống ở đây, ăn bất cứ gì trên này thì đi theo nhân quả hết. Đó, mình phải hiểu thế này. Còn nếu mà bởi vì tôi thấy có nhiều nơi giảng là giảng cho vui thôi, chứ sự thật họ lây quay có cái chữ tâm mà họ không giải thích được cái chữ tâm là cái gì. Có nhiều người họ nói, nhiều người họ giảng là cái tâm tôi về tâm tôi khác, mà cứ lây quay chữ tâm mà không giải quyết được cái chữ tâm là cái gì. Mà giờ nói ra thì có nhiều người chấp nhận, nhiều người không chấp nhận. Bởi vậy thành ra cái thiền tông này nè, Đức Phật bảo là cái đời mà con ta về cái trí khôn về nguyên tử mới công bố này ra được. Còn nếu mà không nguyên tử, không điện tử, hoàn toàn không, thiền tông không nói là được. Nói rằng cái bị quá cái hiểu biết của người ta mà. Ví dụ ở thế gian này, ông Phật nói là cái bài toán này nè, anh phải giảng ở trên cái phân số của người đại học. Chứ mới vô lớp 5 mà dạy phân số, nó chửi là đúng rồi. Thì cái thiền tông này, nó phải giảng cho cái đầu con cái người khoa học, cái người trí thức ta mới nghe hiểu nổi. Vậy thế trong này, nó đề cập đến là khoa học và vật lý nhiều nhất, và trí thức nhiều nhất. Còn nếu mà giảng mà người nào không nghe được này hoàn toàn, ta tìm cách ta chửi. Thấy không? Mình phải hiểu thế giới này nó là vậy. Vì thế mà Đức Phật bảo cái đến cái thời kỳ mạt tượng pháp mới được quyền công bố này ra. Vì mạt tượng pháp người ta mới hiểu nền văn minh không gian là cái gì, rồi hiểu điện tử là cái gì, người ta mới hiểu được nhân quả luân hồi là cái gì. Còn nếu mà nó ngoài cái này thì hoàn toàn người ta không chịu nghe. Rồi con hỏi tiếp đi. Tổ Bồ Đề Đạt Ma có nói, dù một niệm khởi lên cũng là tà niệm, là tổ muốn dạy cho mình điều gì ạ? Tổ Bồ Đề Đạt Ma, một niệm khởi lên là tà niệm, cái này là của ông Lục Tổ, chứ không phải ông Bồ Đề Đạt Ma. Bởi vì Lục Tổ được công bố ra rồi thì ông mới nói được cái vấn đề mà cái tu tập của Thiền Tông. Tổ Bồ Đề Đạt Ma có cái nhiệm vụ là đưa cái giáo pháp Thiền Tông qua bên phương Đông thôi. Thấy không? Ông không được quyền, nhưng mà lâu lâu ông cũng nói một hai cái. Nhưng mà cái này là của ông Lục Tổ Huệ Năng nói.
Vì thế mà ông nói câu đó xong rồi mới nói câu này: nếu mà tu hành không biết bổn tâm, tu hành vô ích. Không biết cái tâm của mình là cái gì là tu hành vô ích. Đó. Thành ra người ta có nhiều khi người ta đọc, người ta lầm giữa ông này ông kia. Nên nhớ rằng lúc Tổ Huệ Năng công bố mới được quyền hé mở cái này ra thôi. Còn Tổ Bồ Đề Đạt Ma chỉ là cái ông mang cái quyền ký và giáo lý đi thôi. Để trao cho người phương đông. Ông mới ra, ông nói sơ sơ mà giết ông đó. Đến 6 cái chùa thứ 6 giết ông được. Ông biết mà ông thử thôi. Mà ông né được 5 cái thứ 6 cũng vẫn chết như thường. Rồi, có hỏi tiếp đi. Vị Hạnh ở Hà Nội có hỏi như sau: quy luật muôn đời vô lượng ngã, câu này con chưa hiểu, xin bác giải thích cho con được rõ. Lặp lại là quy luật muôn đời vô lượng ngã. Vô lượng gì? Vô lượng ngã. Ngã hả? Dạ. Cái này đó, cái quy luật muôn đời vô lượng ngã sai, chứ vô ngã duy nhất là có một. Bởi vì trong đó, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, làm sao có vũ vô lượng, thấy không? Có nghĩa là muôn đời là do cái ngã chấp của con người mới dẫn đi luân hồi, chứ không phải vô lượng. Mà nếu lặp lại thì gọi là vô lượng chúng sanh chấp thì đúng, thấy không? Còn nói cái vô lượng ngã không đúng. Bởi một người duy nhất là bây giờ cái thiền tông, tại sao Đức Phật sanh ra thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn? Chỉ con người mới được quyền đi đây đi đó hết, mà cái ngã chấp mình mới đi được. Muốn lên trời cũng đi được, muốn ở đây đất đi cũng được, muốn thành Phật cũng được, do cái ngã. Nếu mà anh không có cái ngã thì làm sao mà anh thành Phật được, thấy không? Thành ra cái câu này nó hơi sai. Chứ vô lượng chúng sanh thì được, cái ngã mỗi người có một thôi, chứ không có hai. Vì cái ngã này ngã chấp của con người rồi dẫn tánh Phật đi luân hồi. Vì thế mà có cái câu thiên thượng thiên hạ vô ngã độc tôn. Có nghĩa là ngã là số một, chỉ có cái này. Nhưng mà ta tưởng là cái ngã này là cái chân ngã, không phải. Cái do cái ngã chấp này mới dẫn ta đi luân hồi thôi. Mình phải hiểu cái này nè. Và dẫn về Phật giới luôn cũng cái anh ngã này nè. Rồi con hỏi tiếp đi. Trong kinh có câu phàm sở hữu thuyết giai phi thật nghĩa, có nghĩa là sao ạ? Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Cái gì có tướng thì nó là giả dối, thấy không? Nhược kiến tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Bắt cái câu này phải đặt cho đúng. Tất cả cái gì có tướng đều giả dối hết. Đây là phá chấp của Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang phá chấp là chấp chứng đắc cái này nè. Vì thế mà mấy ông thầy giảng đạo, ông không hiểu cái chấp của Kinh Kim Cang là cái gì. Đó là cái kinh này là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Nhiệt kiến tướng phi tướng, tức kiến Như Lai là nói về Kinh Kim Cang phá chấp có chứng có đắc là giả dối. Vì thế mà hiện giờ ông nào nói tôi được cái này được cái kia là ông tà đó. Tôi nói thẳng là ông tà đó. Rồi hỏi tiếp đi. Hiện tại bây giờ hết câu hỏi. Thế là lấy ghế. Lấy ghế ngồi. Có không? Bạch thầy. Dạ kính thưa thầy, con hỏi trước đây con tu bên vật lý thì con thường nghe những thầy bên vật lý giảng là tu tâm. Nhưng mà bây giờ con nghĩ là các thầy
có hiểu được chữ tâm là gì không ạ? À? Mà con thì con thấy là tâm và thân thì không có. Và các thầy thường nói cái câu á, tứ đại giai không. Xin thầy giải rõ cái câu này. Con lặp lại. Tức là các cái vị thầy thường hay giảng là cái câu là tứ đại giai không, nó có nghĩa là sao? Tứ đại là đất nước cho nữa mình nó không thật. Thấy không? Nó duyên hợp ra thành là con người của mình là tứ đại giai không. Là cái ý của mấy ông tiêu thừa nói là vậy. Nhưng mà thiền tông không nói vậy không. Mà tứ vô sở quý ha, dạy thiền tông trở lại dạy tứ vô sở quý. Chứ không phải vậy không. Thiền tông dạy khác. Mà tứ đại vậy không này là của mấy ông tiểu thừa. Nó không thật duyên hợp mới có. Đây là lý luận. Nhưng mà bên thiền tông nó nói đây là rất quý một con người. Anh muốn tu thành Phật cũng là tứ đại này. Anh muốn lên trời cũng tứ đại này. Không có tứ đại là anh không có làm gì được hết. Đó, phải như vậy. Rồi dạ, con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi tiếp là bà già hỏi vị thiền sư giảng kinh Kim Cang á là quá khứ tâm bất vị đắc, hiện tại tâm bất vị đắc, vị lai tâm bất vị đắc. Vậy tâm không có thì lấy đâu mà đắc à thầy? Cái này á là ba thời, quá khứ, hiện tại. Cái tâm á là bên tiểu thừa người ta tưởng đâu là cái biết của con người đó, là cái tâm. Này cái tâm nó không phải. Đây thiền tông nó nói cái tâm là cái tim á. Cái cơ chế cái tim nó hoạt động cỡ toàn bộ cơ thể này nó mới sống được. Vì thế mà mình, người Trung Quốc nói là tâm, còn mình nói là tim. Mới vậy bây giờ khoa học nó văn minh rồi đó. Cái nhà máy phát điện ra nó quay á, thì mới có điện. Rồi tất cả các hệ thống về điện nó mới sử dụng được. Thấy không? Còn bây giờ người ta không có hiểu. Vì thế mà ta không có hiểu là tâm hiện tại không được, vị lai không được, quá khứ không được, không sẽ đắc á. Đó, thành ra người ta không có hiểu. Mà mấy cái này là của mấy ông tiểu thừa thôi. Đại thừa cũng không dạy cái này. Mà thiền tông cũng vậy. Thiền tông chấp nhận có hết chứ không phải không. Nhưng mà xài đúng lúc. Thiền tông xài đúng lúc. Còn cái đó là con hỏi là nó hỏi về tiểu thừa thôi. Chứ thiền tông khác. Thiền tông nó sử dụng khác. Rồi con hỏi tiếp đi. Thì con muốn hỏi thầy là vậy thì các thầy vẫn tin là cái tâm là có thật. Thì các thầy mới nghĩ là cái tu tâm. Thì bây giờ con xin hỏi thầy cái chỗ nữa là pháp chủ mà ngài cầu về tịnh độ. Thì ở đây thầy có thể xin được pháp chủ ký cho cái giấy gọi là cho quyển huyền ký được ra đời không ạ? Nói về tu tâm là mấy ông tiểu thừa nói thôi. Mà nói về khoa học thì cũng tu tâm mà đúng. Cái tâm con hư con đem sửa được, tu được. Thấy không? Còn cái thiền tông không cho tu, không có tu bất cứ gì hết à. Nên nhớ là thiền tông học công thức và hành cho đúng thôi chứ không tu. Còn tu tâm là của mấy ông tiểu thừa đại thừa tu. Mấy ông bác sĩ tu. Bác sĩ mà tiêm mà đập mà nhanh quá nó cho uống thuốc nó chậm lại vậy thôi, gọi là sửa. Thiền tông không phải vậy. Thiền tông tôi có công đức rồi anh đập chậm cho anh chết luôn, tôi về luôn, không sửa vậy. Vì thế mà mấy ông thiền sư có vụ ngồi tịch được. Đó, bây giờ tôi thấy anh đập nhanh quá rồi đập tiếp đi rồi xong đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc của nó. Tiểu thừa tại sao ta nói vậy, đại thừa nói vậy, thiền tông nói vậy. Thiền tông không xài bất cứ gì, anh tới á, tới số là anh đi, không tới thôi. Giờ con hiểu, hỏi tiếp đi.
Dạ con xin hỏi thầy rõ cái mà pháp chủ á, pháp chủ thầy đang là gửi lá đơn lên để xin pháp chủ ký cho cái xin cho cái quyển giáo lý được ra đời á, thì theo con á, pháp chủ là vẫn còn tu theo về tịnh độ, ngài vẫn cầu để được về cõi cực tịnh độ thôi, thì ngài có thể đủ cái mà chấp nhận cái quyển giáo lý này ra đời không thầy? Lặp lại. Tức là vừa rồi á, là ở đây thầy có gửi cái lá thư lên pháp chủ xin cho cái quyển giáo lý này được ra đời, vậy thì có khả năng hay không ạ? Tới nay hồi tháng 5 tới giờ làm thinh, ông đâu có trả lời gì đâu. Bây giờ ông trả lời, ông cho, nếu cho thì phải quyền ký tiếp tục tái bản. Giờ quyền ký không cho, mà khi nào quyền ký cho thì giáo lý mới được quyền đi ra, còn không có thì hoàn toàn giáo lý bị đóng lại, phải không? Thì bây giờ cái này là nó do cái kêu bằng ban hoằng pháp trung ương của giáo hội quyết định, thấy thiền tông có lợi ích thì cho phổ biến ra, thấy là thiền tông ma giáo thì thôi đóng lợi, có vậy thôi. Chứ giờ của mình là tôi ở đây có bổn phận là thay thiền sư ni Đức Thảo công bố cái quyền ký này ra, tôi công bố rồi. Ai hỏi nhà nước cho tôi trả lời, tôi đang trả lời gần hết rồi đó, gần tên đến cuối cái chương trình giải đáp. Còn bây giờ cái chuyện mà quyền ký cho tiếp tục ra thì giáo lý mới được, còn không có thì đóng lại. Rồi tới cái tuổi nào mà tôi hết nói nổi á, nay bắt đầu nó cũng muốn hết nói nổi rồi, thì phải trả về. Thì có cái ông sẽ đến ông lấy, tôi không nói ông nào. Nhưng mà khi tôi trả lại thì có một cuộc ông đến ông nhận cái quyển giáo lý này, tôi trả lại cho ông. Đó, chứ không phải là không có trả đâu. Có người cũng hẹn tôi, nếu không được thì trả lại cho ông, rồi ông đem đi đâu cũng đem kệ ông. Mà cái ông đó không biết tên tuổi, nhưng mà tôi biết mặt ông thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, con có nghe được cái câu á là Sư ông Thanh Từ nói là thầy đã được giống như là đắc đạo, nhưng mà tiếc thay không có ai á chứng minh cho thầy cái chỗ đó. Vậy thì theo con muốn hỏi thầy ở đây á, bây giờ có ai á có thể chứng minh được cho cái pháp môn thiền tông này không ạ? Bây giờ chứng minh á thì tôi cũng biết cái chuyện này, mà luật pháp đã chứng và chấp nhận. Chứng nhận bằng cái gì? Nhà xuất bản tôn giáo cho xuất bản cái quyển quyền ký, tức là ông chấp nhận. Nhà xuất bản Hồng Đức là văn học chấp nhận cho xuất bản. Ba cấp chính quyền của tỉnh Long cho công bố ra là người ta chấp nhận. Hai cấp giáo hội Phật giáo Việt Nam của tỉnh Long An chấp nhận cho công bố ra. Ngày công bố ra thì có đài truyền hình Việt Nam, rồi tiếng nói Việt Nam, rồi chính quyền các cấp, rồi cả ngàn người đến đây, thân hào nhân sĩ đến, có nghĩa là từ giáo hội, từ chánh quyền, từ văn học, người ta chấp nhận. Cái đó là gọi là căn bản nhất. Chứ ngày xưa, thí dụ á, lục tổ Huệ Năng công bố ra thì chỉ có vua Võ Tắc Thiên công nhận thôi. Thấy không? Mà cái bài truyền thiền ngũ tổ truyền cho lục tổ thì hai ông này biết thôi. Còn bây giờ khi cái quyển mà quyền ký ra đời, từ khi cái quyển quyền ký ra đời là hôm nay Phật gia lên trên 1.600 người rồi. Nên nhớ rằng 1.600 người có truyền thiền đàng hoàng. Mà hồi xưa lục tổ Huệ Năng truyền có một ông, truyền có bà Võ Tắc Thiên thôi, có một ông vua có thể là
nó bằng mấy ngàn, mấy cái mấy triệu của người Trung Hoa xưa đó. Cứ bằng truyền một người mà trùm cả quốc gia của Trung Quốc ngày xưa. Còn mình đây là truyền kêu người dân thường, 10 người tính 10 người chứ không có tính cái câu bà kia trình một người là cả nước Trung Hoa truyền hết. Vì thế mà nó có cái thiền tông giả vô ngôn thông lâm tế tàu động quy ngưỡng thì hoàn toàn giả hết, ăn theo. Vì lục tổ đâu có truyền lại cho mấy ông này đâu, ông này nghe ông bắt trước, ông bắt trước thôi chứ làm sao mấy ông được. Thành ra cái phái tông tổ động quy ngưỡng này hoàn toàn giả, mấy ông ăn theo giả luôn. Bởi vì tôi dám nói là thiền sư Trung Hoa giả, giả hoàn toàn giả, bởi vì anh đâu có được truyền thiền đâu. Bây giờ nếu mà nói cái thiền tông này giả, tại sao 1.600 người hành lễ truyền thiền ở đây, nghe không? Mà được chính quyền cho phép luôn, được giáo hội cho phép, làm sao nó giả được? Rồi bây giờ nếu mà nói không có, không có, tại sao ngài công bố ông lời ông dự, chữ lưu bút nè, giấy phép vẫn còn, tôi còn giữ đây, làm sao nó giả được, phải không? Thành ra mình cũng phải khôn khéo lừa lọc để cho cái quyền ký này được công bố ra, để cho cái thiền tông nó mới chính thức lưu hành. Bây giờ là nếu mà không lưu hành thì cái người nào cho phép thì phải thu hồi lại. Đó, thì nếu mà thu hồi lại thì tôi sẽ có cách thiền khác. Đó, bây giờ tôi truyền công khai luôn á, lên mạng truyền công khai luôn á. Nếu mà lưu hồi lại thì tôi có cách làm khác. Đó, nhưng mà giờ không nói sớm. Chừng nào có lệnh cấm sẽ tính. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Bà thầy cho con hỏi một cái câu này. Con tiếc rằng phải chi pháp chủ là một thiền sư thì tốt biết mấy ạ. Dạ là thiền tông ấy ạ. Cái câu này không phải câu hỏi, chị đặt câu hỏi. Dạ. Bây giờ là con... chi tiết rằng là một pháp chủ không phải là người của thiền tông. Pháp chủ hả? Hỏi pháp chủ hay sao? Dạ, con muốn hỏi là tại sao pháp chủ không là một thiền mà một người sư thiền đây ạ? Pháp chủ là người giảng đạo mà trong cái đạo tràng đó thôi, pháp chủ. Còn viện chủ là cái người quản lý cái thiền tông này nè, gọi là viện chủ, mà tự người ta bỏ tiền ra mới viện chủ. Còn mà đi tới mà làm mướn cho người ta đó, gọi là trụ trì, nhớ giữ cái viện này, phải hiểu chỗ này. Không, còn, ý của con xin thầy á, ý của con á là thay vì pháp chủ là một vị thiền á thì sẽ ký được cho cái quyển giáo lý này ra đời á thầy. Ý con lặp lại cho rõ. Tức là nếu như pháp chủ này là một thiền sư chánh gốc thì cái quyển giáo lý này chắc chắn sẽ được ra đời. Ông Phật cũng nói không có được. Một vị mà tu chánh thất tu không có thể nhận được cái quyển giáo lý này, vì nó phá ổng mà làm sao. 10 ông các chùa ra đều dính vô chùa hết, nhận được cái quyển giáo lý này chắc chắn phải dẹp. Vì thế mà nên nhớ rằng thời Đức Phật, 10 đệ tử lớn Đức Phật hoàn toàn ông Phật không có giao cái này. Thấy không? Mà tại sao khi giảng pháp nhờ ông Duy Ma Cật giảng cái này, một cư sĩ mới giảng được. Còn một vị thầy hoàn toàn không có rỡ vô được cái thiền tông này. Vì thế mà khi công bố quyền ký cũng một con người bình thường, người đó phải có tâm tài lực mới công bố được. Còn nếu người đúng một ông thầy, hoàn toàn 5 phút sau nó xé liền. Thế giới vật lý mà. Thế giới vật lý không thể đưa thiền tông vô thế giới vật lý được. Bởi vật lý là gì? Ta sống bằng cái quy lực âm dương. Cất chùa ra tiền thu nhiều là tốt. Thấy không? Cất chùa ra cúng nhiều càng tốt. Cất chùa ra tụng nhiều càng tốt. Cất chùa ra nói càng nhiều càng tốt.
Chắc chúng không cần biết, nhưng mà nói nhiều tốt. Có nghĩa là nói 5-10 ngàn người nghe thì được, thì tốt. Còn ngồi mà nói le que 100 người trả lời, không thương ẩm ăn thua. Giờ nên mình nói xin lỗi, nhiều cái ông thầy á, cái hậu trường gấp bằng 10 cái này mà vẫn đầy ngốc, phải không? Mà do mà ông thầy nói mà được à, còn mà một cư sĩ nói không được, không ai nghe. Thế gian nó là vậy. Thế gian người ta chọn, chọn ông thầy chứ không ai chọn một cái ông vô danh tiểu tốt. Phải hiểu cái này. Vì thế mà cái chùa Thiền Tông Tân Diệu dám tu để giải thoát, dám để cầu đó. Từ Bắc chí Nam có cái chùa nào dám tu giải thoát không? Hoàn toàn, cái chùa lớn á, có bằng tiến sĩ, có đằng hòa thượng luôn á, mà không dám nói. Tứ giác ngộ cũng không dám dạy, mà hướng chi giải thoát. Mình phải hiểu cái thế giới này, gọi là thế giới vật lý. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, vậy là theo con hiểu á, thì các thầy, cũng những cái thầy là lớn á, thì cũng có một số phần nào là các thầy hiểu về cái chánh pháp, nhưng mà vì các thầy không dám làm và không dám tu, phải không thầy? Các vị thầy thì cũng có một số vị cũng hiểu về được chánh pháp của Như Lai, bởi vì họ không dám nhận và không dám tu theo, có phải như vậy hay không ạ? Là thế giới vật chất nó không có dám nhận cái này đâu, cái này nó bỏ mà, bỏ vật chất là ai dám vô cái này. Các cái chùa mà để tu giác ngộ hoàn toàn ai dám. Tất nhiên giác ngộ là hiểu biết, mà mình hiểu biết rồi thì không ai lợi ngay hết rồi. Bây giờ ai cũng có Phật tánh rồi, phải không? Tôi có Phật tánh tôi là tôi nghe làm gì? Phật tánh tôi thấy nghe nói biết, tôi lại đây nghe làm gì? Nó mình đã hiểu rồi thì chùa hoàn toàn đóng cửa với người ta. Hồi xưa mình không hiểu Phật tánh là cái gì, giờ Thiền Tông có nói Phật tánh là nói vậy, học biết rồi về sống với Phật tánh là ra luân hồi. Mà đã mình hiểu rồi mà kiến tánh rồi mà còn đi tới đây nghe làm gì nữa, thấy không? Giống như mình biết chữ rồi không đi học nữa. Chừng nào mà không biết chữ mới đi học, mà biết rồi không học. Vì thế mà cái quyền ký này không thể giao cho mấy ông thầy được, do ông thầy ông đốt liền. Bởi tôi nhớ hồi mới cái quyển số 1 á, có ông đó mua 1.000 quyển đi về đốt luôn. Mà tôi xuất bản có 5.000 mà ông mua một được 1.000 luôn. Làm tôi chớ giới luôn. Sau tôi lấy tiền ông tôi in là 10.000. Ông lại ông mua thêm tôi không bán, tôi biết mặt ông tôi không bán. Rồi tôi nói thẳng vô mặt ông luôn. Tôi nói ông á, ông đốt cái này nè, 1 triệu ông Phật ra đời, ông chưa có giải thoát được. Tôi nói thiệt ông, đó cho biết. Tôi nói thẳng vô mặt ông á. Mà nói bữa đó là có 4-5 phóng viên đó, nó thu hình lại. Chứ không phải tôi cảnh cáo ông luôn vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi thầy thêm một câu này là con thấy cái chùa Đồng ở trên chỗ của vua Trần Nhân Tông á, rất là nhỏ á, thì cái chùa đó cách để mà Đức Vua ở để tu hay là cách để làm gì ạ thầy? Cái chùa Đồng ở trên núi Yên Tử á, nó rất là nhỏ. Vậy thì ngày xưa Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông á, xây cái chùa Đồng đó để làm gì ạ? Ai có coi vấn đề mà lịch sử chùa Đồng không? Để mà trả lời cho ông Quan Nhật Trường về cái mà chứng ngộ của ông Nhật Trường. Chứ đâu phải ông vô đó tu, ngồi tu cái gì đó. Ông cất 1 năm trước, ông biểu ông này về đi, năm sau tôi trả lời cho ông cái câu hỏi chứ. Chứ giờ Thái Thượng Hoàng ngộ đạo như thế nào nói lại cho thần nghe. Ông nói mà về đi, năm sau lên đây ta nói cho nghe. Thì mới chắc cái gù đồng bắt ông Quan Triệu Nhật Trường vô ngồi. Nó lạnh quá chịu nổi la lên. Hỏi chứ, đi ra ngoài hỏi chứ. Vậy
khanh thấy nó lạnh, nghe nó lạnh sao? Nó con lạnh con biết chứ sao nói cho Thái Thượng Hoàng biết. Ta ngộ đạo ta biết chứ sao ta nói cho ông biết. Đây là cái chùa Đồng để trả lời cho ông Triệu Nhật Trường. Mà bây giờ Yên Tử nó phá cái này, nó cắt lại cái chùa Đồng khác để đốt nhang. chứ không phải là thí nghiệm. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hết vô hỏi rồi. Con cảm ơn thầy ạ. Câu hỏi kế tiếp là: linh thiêng là do loài thần làm ra, hiển linh là do loài cô hồn làm ra. Vậy linh thiêng là gì, hiển linh là sao? Xin bác cho ví dụ cụ thể. Bây giờ mình thấy, mình tới cái miễu đó, đó nó có cái hiện tượng là gọi là linh thiêng, thấy không? Đó có vậy thôi. Nghe nói ở cái chỗ đó nó linh lắm, mình lại mình chinh xăm cái gì nó được cái nấy. Nó linh thiêng chỗ đó đó. Mà bây giờ á, tất cả các chùa nào mà hô thần nhập tượng chùa đó, nếu có ông thần vô, còn không ấy là cô hồn vô, thì nó chùa đó sẽ linh. Bây giờ tôi không chỉ ai được, chỗ nào nó linh là cái chỗ đó nó có đó, nó là vậy. Còn hiển linh có nghĩa là tới đó nó hiện ra bất cứ cái gì. Cái hiển linh này nè là do một vị thần làm, mà thường thường ở trong đạo thần, đạo thần ta ở trong cái đình mới có hiển linh được. Vì thế mà tôi biết á, ngày xưa đó tất cả các cái đình cắt ra nó phải có mấy cái cây to nó trồng. Nếu mà có thề thốt vào đó thì ra cái gốc cây nè. Hai người rờ vô cái gốc cây, cái cây mà có hồn cây á, thì nếu anh gian dối, anh rờ đi, người nào gian dối thì người đó sẽ bị hiển linh nó trừng phạt. À, bởi vì cái người nào mà họ nghe cái này, họ không dám rờ cái cây này. Thường thường ở đây nó có cái đình rừng miễu ở dưới này, rừng mũi cách đây khoảng chừng một cây số, đi con đường để đi thẳng xuống được. Nó còn được mấy cái cây to. Hồi xưa đó cái vùng này nó cũng thuộc về hiển linh đó. Cái miễu, cái đình gọi là đình rừng mũi nằm ở dưới hiển linh. Thì do đình, linh thiêng là do miễu, hoặc là do cái chùa, hoặc là do cái gì mà người ta lập ra đó. Còn ai làm thì tôi đã nói trong cái ấy rồi, trong cái những cái bài trả lời trước rồi, giờ mình cũng không nên lặp lại, về tìm hiểu rồi trước đi. Vì trái đất này năm loài sống chung, thần người ngạ quỷ đó, mỗi một người có một nhiệm vụ. Người là tạo nhân quả, thần linh hiển linh, ngạ quỷ linh thiêng, rồi mỗi người có nhiệm vụ. Rồi từ ra mình suy nghĩ ra có ai làm cái gì, tôi đã nói về trước rồi nhiều rồi. Rồi con hỏi tiếp đi. Vị Nguyễn Văn Vinh ở Hà Nội có hỏi như sau: khi có cảm giác không trọng lực của tánh thanh tịnh mình phát ra, cái trường hợp này có khi nào bị cô hồn lừa mình hay không ạ? Đọc lại. Tức là có cái cảm giác là cơ thể không trọng lực do tánh thanh tịnh của mình phát ra, vậy cái trường hợp này có bị cô hồn lừa mình hay không ạ? Đó giờ vị thánh giúp mình ạ. À, mình ngồi thiền, bất cứ mình ngồi mình là để cho tâm thanh tịnh mà nó không trọng lượng, nó vị thánh giúp mình ạ. Còn muốn mua thánh nào thì lật lại, lọc coi trong ba cái gì nè, thần người ngạ quỷ, coi cái loại nào giúp mình cái này. Cái này nói đã nhiều rồi. Rồi hỏi tiếp đi. Tại sao con càng ham muốn mãnh liệt được giải thoát thì thường trong suy nghĩ con nó phát ra là đừng về Phật giới. Vậy cái hiện tượng này là như thế nào ạ? Mình phát muốn thì cái này nó cản mình thôi, do thánh cản mình biểu ở đây vui hơn, đừng có về bển buồn lắm. Tất cả mình mà ham muốn về Phật giới thì chắc chắn sẽ có người cản mình. Mà cái đó là cái gì? Khi mà một vị về Phật giới mà vị thần mà thả ra rồi
Khi bước qua cái cửa đi về Phật giới thì ông Thánh ông nhào ra, ông kéo mình lại. Ha, mà ông kéo mình lại mà mình hiểu ra thì ông bỏ mình, còn mình không hiểu mình đi theo ông là mình về Phật với ông á, về thế giới của ông á, thế giới Phật của ông á, chứ không phải về, không phải về Phật giới mà về thế giới Phật của mấy ông này. Ông lập ra nhiều lắm, ông lập ra nhiều thế giới Phật lắm. Rồi con hỏi tiếp đi. Nếu con xin chữ ký của tất cả những người ủng hộ pháp môn Thiền Tông để xin việc công bố giáo lý ra, rồi con trình lên Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoặc Thủ tướng Chính phủ thì có khả thi hay không? Không khả thi. Nên nhớ một điều á, nhà xuất bản tôn giáo không cần phải thủ tướng, nhà xuất bản tôn giáo mà anh đồng ý ký rồi thì nó sẽ cho xuất bản. Nhưng mà muốn ký cái này thì Giáo hội Phật giáo phải đồng ý, có cái văn bản gửi đàng hoàng. Nó đi tuần tự pháp luật như vậy, đừng có bắt công, đừng có xin chữ ký ai rồi đó, xin chữ một ký, chữ ký thôi. Là ai? Pháp chủ á. Còn không ấy thì ba ông phó pháp chủ Bắc Trung Nam, ba ông này ký được rồi. Pháp chủ là một ông, còn phó pháp chủ ba ông Bắc Trung Nam, ba ông này đồng ý, đưa nhà xuất bản tôn giáo nó cho xuất bản, 5 phút sau cho xuất bản liền. Chứ đừng có đi xin mắc công chữ ký đó, đừng có làm vậy. Làm vậy có tính cách là áp lực, không đúng, không đúng luật pháp. Chữ ký pháp chủ một ông thôi, phó pháp chủ phải ba ông, ba miền là có hiệu lực liền. Rồi ở ngày đó đó tôi sẽ nhận cái này xong rồi tôi sẽ mời đến đây, tôi nói hết cho nghe. Nhưng mà nên nhớ một điều á, là khi mà quyền ký cho tái bản thì trong đó thì có nghĩa đồng ý chấp nhận cho giáo lý xuất bản, phải có cái câu đó kèm theo mới được. Rồi khi mà tái bản xong rồi thì tôi sẽ vận động tiền để mà xin xuất bản giáo lý, tôi vận động. Còn không ấy thì giáo hội, tự giáo hội bỏ tiền ra. Còn nếu không giao lại tôi thì tôi vận động, vận động đến đúng cái mức của nó thì mới xuất bản được, chứ không phải đơn giản đâu. Còn vấn đề mà mình nhờ người này kia, đừng có làm cái đó. Làm cái đó với cái tính cách là áp đặt với nhà nước không được. Mình sống lòng trong pháp luật, nhà nước cho mình cái luật tín ngưỡng, cho tín ngưỡng, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, mình phải đúng theo cái quy luật này, không có làm áp lực ai hết. Nha, còn muốn xin tên gì đó, xin ông pháp chủ đi, ông pháp chủ không được thì chuyển cho ba ông phó. Đó, nghĩa là có chữ ký của cái ban lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì nhà xuất bản đồng ý liền, nhà xuất bản tôn giáo sẽ đồng ý liền. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, khi đọc kệ Thiền Tông trước chánh điện được truyền bí mật Thiền Tông, lúc đầu thì run sợ, không đọc không rõ ràng, một lúc sau không biết gì hết. Khi đọc kệ xong, nghe có tiếng vỗ tay mới tỉnh lại. Vậy trường hợp này như thế nào ạ? Thánh giúp mình đó. Đó là Thánh giúp mình đó. Coi chừng. Mình kêu bằng đi vào trong cái thanh tịnh là nó lạc vào. Lạc vào mẹ ông Thánh giúp mình. Phải hiểu chỗ đó. Trong kinh phải tu Thiền Tông phải nắm trong cái kinh Kim Cang. Nắm cho vững mới tu Thiền Tông được. Còn lạng quạng nó bị lừa. Giống như mình đó. Chưa từng ở Sài Gòn mà nó tỉnh lên Sài Gòn coi chừng mấy cái ông lừa đó. Vừa bước xuống xe đò một cái nó dẫn mình đi, hỏi đi đâu chỗ này, ôi nó gần rồi, nó chở vòng vòng rồi mình coi chừng đó. Thấy không? Vô Thiền Tông nó cũng vậy, vô Thiền Tông mình cũng coi chừng mấy cái ông này lừa. Ở tỉnh lên Sài Gòn vừa bước xuống xe đò thì cũng coi chừng mấy cái ông lừa. À, mình phải hiểu cái nguyên tắc này mới sống được cái Thiền Tông. Rồi, con hỏi tiếp đi.
Thưa bác, lần chủng hóa thiền tông lần một, bác có nói trường hợp không về chùa, nơi chánh điện thiền thiền được, thì người này cũng về được, nhưng với điều kiện người này phải mở được Phật nhãn và tạo nhiều công đức thì người này mới về được. Trường hợp của con truyền thiền ở ngoài Hà Nội trước tôn tượng thiền tông, con tiếp tục tạo công đức, nhưng nếu con chưa được mở được Phật nhãn thì có về Phật giới không ạ? À? Không mở Phật nhãn thì phải đọc cái quyển sách đó, đường về Phật giới gì người ta đã công bố ra rồi đó, cho nó thuộc cái đường về Phật giới này, quan trọng nhất là cái mấy ông lừa mình á, mình qua tay nó mấy ông lừa này được không? Có nghĩa là cái công bố quyền ký rồi đó, không cần mở Phật nhãn. Vì cái giáo lý, cái mà đường về Phật giới là đã dặn mình rồi, giống như mà có cái bản đồ, mình đi xuống một cái thành phố nào mà đã thuộc cái bản đồ thì không cần, nếu không biết là cái bản đồ ra xem. Thấy không? Đi tới điểm A, điểm B trong này nó chỉ rõ, mà ông kia có lừa mình cũng được, tôi biết hết rồi, thì người ta không có lừa mình được. Có nghĩa là mình phải hiểu cái này, bởi vì nó có ba cái: một là công đức, hai là biết đường đi, ba là phải ham muốn cho đi cho đúng. Thấy không? Thì là ai lừa cho mình nữa. Giờ mình có mở Phật nhãn không mở không thành vấn đề. Tôi coi bản đồ tôi biết tôi đi, tôi đi trong bản đồ. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, khi đã có công đức nhưng vẫn bị ông thần bôi đen để ta sống và làm việc ở nơi này, vậy khi bỏ thân tứ đại này, công đức đã bị bôi đen rồi, thì làm sao mở được Phật nhãn để thấy đường vào trung tâm vận hành luân hồi ạ? À? Bây giờ đó mình có công đức rồi đó, mình không phải Phật nhãn đâu. Mình cái con mắt trung ấm thân phải mở ra, rồi ông Phật làm qua tiêu dẫn mình để trung tâm vận hành luân hồi. Nó chứ phải là Phật nhãn mở ra, vô trung tâm vận hành luân hồi thì Phật nhãn mới mở ra được. Có nghĩa là điện từ âm về âm, dương về dương, thì nó còn cái tánh Phật và công đức. Tánh Phật của mình mở ra là mất âm dương rồi, tánh Phật mình là Phật nhãn mở ra đó. Rồi căn cứ vào đó rồi mình biết rồi, vô tới đó thì mình mới thốt câu là nghiệp chướng bổn lây không. Một cái hồi trước giờ mình không hiểu, mình giống như mình mù á, giống như năm anh em mù rồi rồi, mau cãi lộn, giờ họ không cãi nữa rồi. Vô rộng nó thấy hết trời trơn rồi, giờ còn cãi gì nữa. Thấy không? Mình phải hiểu vậy. Thành ra tu thiền tông phải hiểu cái này. Nên nhớ một điều á, mình phải hiểu cái này nè, khi mình hiểu thiền tông rồi đó, cái tuổi thọ mình bao nhiêu tuổi, ông thần không biết, 60, 70, 80 không biết, thì có cái thời gian nhất định ổng mình sẽ tạo công đức, ổng không bôi đen. Để chi? Tự mình con mắt trung ấm thân mình thấy cái hoa tiêu, con mắt trung ấm thân nhìn thấy hoa tiêu để đi theo hoa tiêu về trung tâm vận hành luân hồi, chứ không phải ấy, chứ không phải Phật nhãn. Vô trung tâm vận hành luân hồi thì Phật nhãn mới mở ra, lúc đó là thành Phật rồi đó. Nhưng mà chưa có kim thân Phật. Nó phải nhờ cái lực đẩy ra về Phật giới thì ngôi nhà Pháp Thân nó mới định hình được, kim thân Phật mới định hình được ra. Thì bắt đầu kim thân Phật có tánh Phật nhào vô, thành ra một thị Phật lớn Phật nhỏ là do cái công đức của mình đó. Mới hiểu cái nguyên tắc của nó. Về đó thì chỉ về đó Phật nhãn mới mở ra thôi. Còn bên đây là người nào phải có công đức thật nhiều, nó trợ giúp cho Phật nhãn mở ra thôi, chứ cũng không được. Còn bên đây á, công đức để chi? Để cái tánh trung ấm thân, con mắt của trung ấm thân nó mở ra, để nó nhìn thấy cái hoa tiêu, nó đi theo cái hoa tiêu, có vậy thôi. Nhưng mà nên nhớ rằng tất cả người có công đức rồi, mình để ý thì cái tuổi thọ mình bao nhiêu thì ông thần không biết. Còn 4 năm nữa mà chết đó, thì thôi có tạo đức thì không bầu đen nữa. Dù có chấp nó cũng không cho bầu đen, ông thần cũng không cho, để cho mình về. Nó phải hiểu cái nguyên tắc này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Vị Nguyễn Ngọc Thiện hỏi: một vị Phật đã là hoa tiêu, một vị Phật làm hoa tiêu để dẫn chung ấm thân về, thì vị Phật đó có vào trong tam giới này không ạ?
Thế này đó, nếu mà một vị Phật mà gọi là Phật cả đó, thì nó sẽ kêu bằng từ bên Phật giới đó, nó ứng thân được nha. Chỉ Phật lớn ra mà ứng thân được, còn Phật nhỏ nhỏ không ứng thân được, phải Phật nhỏ phải đi vô, Phật nhỏ phải dẫn vô. Chừng nào mà Phật mà đến bất cứ một tam thiên đại thiên nào thì Phật đã ứng thân được, dẫn mình đi lại. Nó không phải có, bởi vì tại sao mà phải có ba bốn loại Phật, Phật cả rồi Phật huynh, Phật đại, Phật nhỏ vậy đó. Thành ra giống như là mình ở đây xe gắn máy chở có hai người thôi, hoặc một người thôi, còn xe to thôi, muốn chở nhiều nó chở. Mình phải hiểu cái thế giới này nó là vậy. Còn bảo một vị Phật á, vì thế mà nó có cái trường hợp này. Tại sao ông A-di-đà ông lập quốc được? Ông lập quốc thì một ngày ông tới đó dạy, một tháng là dạy, ông chia hiện thân đó, ông dạy trong thời gian ông lái đổ về. Nó phải hiểu vậy. Vì thế mà giờ khoa học lên cao mình mới hiểu nè. Bây giờ tại sao đó, có như hồi xưa mình nói chuyện qua đi Hà Nội nó lâu chứ bây giờ này, sáng mơ tôi ăn cơm Sài Gòn, trưa tôi ăn cơm Hà Nội, tôi làm việc, chiều tôi về Sài Gòn ngủ. Hồi xưa nói ai tin cái chuyện này, hồi xưa nói chuyện này chắc là nó chửi, thấy không? Bây giờ cái chuyện nó nhỏ thôi, đâu có khó khăn gì đâu. Bây giờ mà chứng minh được ta mới nói được. Vì thế mà, bởi vì thế mà bây giờ mà mình nói ở đây, chứ bây giờ nếu mà trực tiếp thì cả thế giới nó biết, nó nghe rồi. Ở đâu trên trái đất này cũng đều nghe. Mà hồi xưa nói vậy không ai tin. Nó vì thế mà cái Thiền Tông nó phải đợi con vừa văn minh lên thật cao thì mới công bố ra được. Rồi, con hỏi tiếp đi. Có cái câu kệ nha. Chỉ ngài thần hội là luôn khen chê bất động, vui buồn không sanh. Vậy ngài thần hội này có phải đã sống được với Phật tánh thanh tịnh của mình hay chưa? Ông mới sánh là không phải thanh tịnh của mình đâu, mà ông sánh cho cái thanh tịnh của A-la-hán. Không phải ông thần, bởi vì về sau mà cái phe thần hội đó, nó đi nó viết cái sách này cái kia, nó không có hiểu được. Lúc đó là ông thánh thanh tịnh A-la-hán thôi, chứ không phải là, bởi vì lúc đó quyền ký chưa, đâu có công bố đường về Phật giới, công bố 60% thôi, đường về Phật giới nó nằm trong giáo lý. Bây giờ thì nó nói ra để cho người ta hiểu thôi. Công bố chánh thức khác, còn chân bố lần thứ nhất nó khác. Hồi xưa đó, bởi vì khi mà nói ra cái này thì trong cái quyền ký nó chưa có nói đi sâu vào. Bởi vì nó còn giấu 40% mà. Vì thế mà mình ở đây mình nghe nói là tất cả những gì mà hé mở ra là trong câu hỏi, tôi mới hé mở ra thôi. Còn nếu mà chánh thức thì phải giáo lý đi ra, còn không chánh thức thì thôi, chứ không phải đơn giản là. Vì thế mà thần hội về sau xưng là thiền sư sai, nó không hiểu, không biết đường về Phật giới luôn. Rồi bây giờ người đó chứng là A-la-hán là cao tột rồi. Người ta tưởng đâu thần hội ngộ đạo, chứ ngộ cái gì? Có nghĩa là hiểu được cái thanh tịnh thôi, nhưng mà không biết cái thanh tịnh đó là thanh tịnh gì đó, chứ đâu phải không biết. Vì thế mà thần hội lập ra cái phái của thần hội Lâm Tế, lập ra phái Lâm Tế, mỗi ông xưng dương một kiểu đó. Rồi bây giờ rồi nó đua nhau nó thập Lâm Tàu Động Quy Ngưỡng Quy Sơn Cảnh Sách gì làm ra ào, nói trật lắc. Chính Quy Sơn đã nói sai cái chỗ này. Hỏi chứ bây giờ Hòa Thượng đó, bây giờ Hòa Thượng tu cái gì? Nó tao tu con trâu. Tao là con trâu, tao tu. Từ con trâu đen tu thành con trâu trắng. Ông tưởng đâu là mấy ông kia tưởng rồi. Vậy là Hòa Thượng thành cái gì? Tao thành trâu trắng. Tao hỏi tinh thắng là đời sao? Là thành Phật rồi. Ông nói vậy thôi. Ông không biết thành Phật là cái gì. Lúc đó làm sao biết tạo công đức, hoàn toàn không biết. Hoàn toàn hoàn tạo công đức. Nhưng mà bà Võ Tắc Thiên bà tạo được. Bà Võ Tắc Thiên bà tạo công đức được. Về sau là Thiền Tông ra đời mới chỉ là mấy cái ông phái của mấy thời lục tổ Huệ Năng nó sai.
Vì thế mà mỗi ông giảng một kiểu. Vì thế mà ở Việt Nam mình á, tất cả những người nào mà đọc thiền sử Trung Hoa xưng thiền sư hết. Tất cả những người đọc và thiền sử Trung Hoa và thiền sử Việt Nam đều xưng thiền sư hết. Thật là nhưng mà thôi chứ người ta là xưng gì xưng hoàn toàn không đúng. Thiền sư thì anh phải hiểu, anh phải biết tạo công đức như thế nào, ông hoàn toàn không biết. Giờ tìm mấy ông thiền sư hỏi chứ công đức tạo sao, hoàn toàn ai biết. Đường về Phật giới sao không biết. Nhưng mà nếu mà ông ăn cắp cái đường về Phật giới trên mạng thì ông sẽ biết. Nhưng mà nên nhớ là ăn cắp chỉ đạt mấy 10% thôi, hoàn toàn không đạt hết được. Bởi vì không có hiểu cái căn bản của đạo Phật Thiền Tông. Phải hiểu căn bản đạo Phật Thiền Tông thì mới hiểu cái Thiền Tông này. Rồi còn hỏi tiếp đi. Thì hỏi sao? Hiện tại bây giờ hết câu hỏi, có vị nào có câu hỏi? Kính thưa thầy viện trưởng, kính thưa ban quản trị chùa, kính thưa quý vị. Đợt trước thì tôi cũng có nghe một cái người hỏi thầy về cái hoa u đàm. Trong cái nhưng mà cũng thầy cũng chưa có chỉ cái hoa u đàm thì tôi về tôi cũng có suy nghĩ đó. Thì thấy rằng là nên bữa nay là suy nghĩ đó để hỏi thầy có suy nghĩ của mình nó có đúng không, nhờ thầy chỉ giúp. Là cái hoa u đàm thì theo con nghĩ đó là nó là cái đài hoa sen để Đức Phật Thích Ca ngự trên cái đài hoa sen đó. Thì không biết thầy xem con suy nghĩ có đúng không, nhờ thầy chỉ giúp. Chữ hoa u đàm, cái hoa là cái bông. U mình thấy nó, mình nhìn thấy nó sâu ở trong cái ruột của nó đó, gọi là cái ưu việt của nó. Đàm từ cái ưu việt này mới phát ra tiếng nói. Vì cái chữ đàm này đó là ông Mahakajip ông mới phát ra được mấy chục 40 câu kệ, không là gọi hoa u đàm, thì được gọi là hoa sen. Hoa sen mà hoa sen của ông Phật đưa, chứ không phải hoa sen nó trồng ở dưới hồ. 1200 người duy nhất chỉ có Ma Ca Diếp thấy được cái hoa u đàm này thôi. Vì thế mà Đức Phật mới nói cái hoa này là ta có chánh pháp nhãn tạng. Nó thì chỉ có cái hoa sen ông Phật đưa lên đó, gọi là hoa u đàm. Còn tất cả các hoa mình thấy không phải. Mình thấy đâu có ngộ đạo đâu mà phải. Thứ nhất, cái hoa do ông Thích Ca đưa lên, hai Thích Ca ông A Di Đà đưa lên, hai cái hoa này được xếp vào hoa u đàm. Còn tất cả các hoa kia nó cũng hoa sen nhưng mà không được xếp. Người ta nghe là biết nghe hoa sen chứ tao đâu biết cái gì. Không? Rồi còn hỏi tiếp đi. Thưa bác, xin thầy xác nhận, một là ngạ quỷ hay là ngã quỷ, hai Phật tánh hay Phật tính, cái nào là đúng ạ? Lặp lại. Cái từ là ngã quỷ hay là ngạ quỷ thì nó đúng. Chứ ngạ đó, ngạ quỷ, ngạ là quỷ đói. Chứ ngạ quỷ là quỷ đói. Ngã đó là ta, chấp ta. Quỷ chấp ta, không đúng. Mà ngạ quỷ là gọi là dịch đó là con quỷ đói. Vì thế quỷ đói mới có đi giành vật của người ta ăn. Rồi ngạ quỷ. Rồi còn cái câu thứ hai. Phật tánh và Phật tính. Mà ở trong Nam á thì Phật tánh phải không? Phật là cái tánh chân thật của mình, tánh là cái tánh. Chứ tính không đúng. Chứ tính là không đúng. Ở trong Nam nói không đúng mà không biết ngoài Bắc có đúng không, không biết, nhưng mà đều bởi nó tùy theo cái địa phương. Chữ tánh, bởi vì sao nói là tánh người, tánh Phật, tánh con này con kia, tánh trời. Chứ không ai đó tính trời,
mà không biết miền Bắc có nói sao không biết, nhưng mà miền Nam là sử dụng chữ tánh là đúng nhất. Rồi con hỏi tiếp đi. Hết thôi vậy. Dạ, kính thưa thầy, em có một việc em muốn người ta hỏi em, trong những người quen biết bà con thì muốn hỏi là vấn đề xin thầy giảng về cái ngạ quỷ. Vì trường hợp có một trường hợp cái tai nạn lần đầu tiên á, tại cái vị trí đó, lần đầu tiên cái vị trí đó bị một tai nạn chết người. Thế là cái tai nạn đó đó, cái những ông thầy ông mới tới ông cúng, nhờ người thầy tới cúng. Thì em nói rằng cái chuyện đó nó không, mình không biết. Nhưng sau đó mấy năm sau thì lại ngay ngày đó lại bị một tai nạn như vậy nữa. Thế thì bây giờ là người ta xôn xao, người ta nói để người ta nhờ thầy, các thầy tới cúng. Nhưng mà trong đó thì người ta mới hỏi em là bây giờ anh đi học Thiền Tông thì anh giải quyết như thế nào? Có thật hay không hay là chỉ là tai nạn đơn sơ thôi? Ví dụ như một cái vị trí đó nó xảy ra tai nạn, một người này chết rồi thời gian năm sau thì cũng ngày đó lại tiếp tục có cái tai nạn tiếp tục nữa. Vậy thì trong dân gian á, người ta hay mời các vị thầy đến cúng. Vậy thì trong cái dân thì cái này có được hay không ạ? Là có đúng sự thật hay không ạ? Cái đó là của thế giới vật lý là nó đúng sự thật. Có nghĩa là người ta chết ở chỗ đó, đó thì nó không đi. Nó phải ở đó nó giữ, gọi là quỷ giữ hồn. Trong kinh nó là quỷ giữ hồn, là cái chỗ đó đó. Phải đợi cái người nào mà tới số á, tới đó là anh xúi xiên cho nó chết ở đó, thì thế anh thì anh mới đi được. Trong kinh đó gọi là quỷ giữ hồn. Nó thuộc loại ngạ quỷ, nhưng mà nó quỷ giữ hồn. Nó không đi giành giật được nha. Mà nó ở đó, nó ăn ở đâu ăn, nhưng mà tới giờ nó thấy cái người đó là nó âm quá đó, mà ta gọi là hết phước á. Nó nhìn thấy người rất đen thì nó mới làm con người đó mới chết được. Đen quá thì anh chỉ cần tới đó, tôi không cần biết, thấy đang chạy xe gắn máy á, tự nhiên đụng vô gốc cây, thấy cái cây hoặc cái con người nó hiện trước mặt mình thì là sự làm sao dám, thì nó chuyển cái tánh thấy của mình vô gốc cây hoặc cái xe, mà cái kia mình không thấy gì, đụng một cái rầm là mình chết. Với cái điều kiện người đó là phải âm lực phải nhiều, thì người đó nó mới thế cho cái hồn này được, gọi là quỷ giữ hồn. Rồi thắc mắc hỏi tiếp. Rồi. Dạ, ý của em là với ý kiến bên mà Thiền Tông mình thì có ý kiến gì để mà tránh cái tình trạng đó, thì có thể thầy cho ý kiến. Thiền Tông này nói đúng là nó có cách đấu trị chứ mấy không, nhưng mà không phải phổ biến được, không phổ biến rộng rãi được. Thở biến rộng rãi một cái là không, đó biến thành cái chùa, thành cái thời cái chùa này trị bệnh à. Thành là ta không dám chứ gì đó, nó có cách đấu trị. Không? Đấu trị được. Rồi, còn ai nữa thì hỏi tiếp. Dạ, cho con hỏi bà của con mới vừa mất. Bà con được 82 tuổi mà bà con trước Hòa Bình là đã biết đạo. Và trong thời gian chiến tranh bà con có nguyện là cho thế giới, cho Việt Nam được hòa bình, không còn chiến tranh nữa. Thì bà con phát nguyện ăn chay từ đó là năm 1973. Thì bà con mới mất ngày hôm qua. Mà trong thời gian đó bà con cũng có biết được đạo Hòa Hảo, nhưng mà bà con cũng không có theo rặt Hòa Hảo, nhưng mà cũng sống tu tại gia, rồi cũng mỗi ngày công phu cầu cho thế giới hòa bình. Nói chung là bà con hay cầu cho mọi người chứ không cầu riêng cho bà. Và bà hay bỏ tiền ra để đi làm phước giúp những người nghèo khổ, hoặc là đắp đường
bà làm tất cả những cái công việc thực tế. Một thời gian con biết Thiền Tông thì con có đem sách về cho bà xem, bà cũng có xem được. Và bà nói là những vị trong sách này họ có căn cơ rất là cao, bà không có theo được, bà không có làm theo được giống, nhưng mà bà rất quý sách. Và hôm qua là ngày bà con đi, nhưng mà khi đi thì bà rất là tỉnh táo và cũng nói chuyện bình thường, và nói xong rồi bà cũng không có dặn dò như bao người khác, rồi bà mất. Mà lúc bà mất thì con có rờ trên đầu bà thì thấy ấm. Con cũng hỏi trường hợp này bà con mất như vậy bà con sẽ đi về đâu. Nhưng mà trước khi bà con mất thì bà hay nói là thấy mẹ địa mẫu về rước bà đi. Con không biết mẹ địa mẫu này là ai, và bà con mất như vậy là sẽ đi về cảnh giới nào, xin thầy cho con biết. Biết vậy thì đi về với mẹ, với địa mẫu. Ở trái đất này địa là ai? Địa là đất, mẫu là mẹ, mẹ đất. Thì mới về với mẹ đất. Dạ. Dạ, vậy cho con hỏi thêm, cái vị mẹ đất này là ai ạ? Thần người ngạ quỷ, trong này nó có một cái phần ai? Trong ba cái này. Coi trong ba cái loại này, cái nào có địa mẫu là của loài đó. Giờ tôi không nói được, không nói trắng được. Vậy cho con hỏi thêm, con thấy ở bên cao đài á, họ cũng có thờ mẹ địa mẫu. Vậy mẹ địa mẫu này với lại cái mẹ địa mẫu mà nội con hay thấy có giống nhau hay không ạ? Nói đúng ra đạo cao đài trên trái đất này có bao nhiêu đạo người ta đem vô ta thờ hết. Đạo cao đài là tổng hợp. Tổng hợp các đạo, từ đạo thần, đạo Phật, đạo thánh, đạo trời, đạo mẫu đều hết. Thấy không? Thì bây giờ thì mình cũng không có nói đến người ta, người ta muốn tin gì người ta tin cái chuyện đó. Nhưng mà nói đúng ra đạo Cao Đài nghĩa là tất cả các đạo ở trên trái đất này có đều người ta mời vô thờ hết. Nói vậy thôi, tổng hợp. Vì thế mà người ta nói là đại đạo, đạo lớn mà, gộp tất cả các đạo lớn. Tam kỳ phổ độ, thời kỳ thứ ba bộ khắp cho con người ở trái đất này. Thấy không? Đạo Cao Đài nó có cái lực đó, nghe đạo hết tất cả những người ở trái đất này. Đó, còn độ như thế nào thì bữa nào gặp mấy ổng hỏi. Bởi vì ổng là phổ độ mà độ khắp, cái đạo lớn thủ độ khắp. Rồi, con hỏi tiếp đi. Vậy cho con hỏi bổ sung thêm cái câu hỏi của con là nội con thì không có theo cao đài, mà tại sao nội con cứ nói là sẽ đi theo mẹ địa mẫu ạ? Tại sao lại nói lại như vậy? Con cũng thắc mắc chỗ này. Bây giờ đó thì mình ở đạo cao đài nó có cái thờ mẫu á, lên nó hỏi đây gần xịt nè, hoặc là đây nè, đây ở cách đây chừng 3 cây số cũng có cái hai cái chùa, hai cái thất cao đài, vô đó hỏi người ta, thấy không? Còn nếu mà hỏi chính xác nhất thì lên tòa thánh Tây Ninh, nó có riêng một cái thờ mẫu. Còn bây giờ hỏi thì vừa rồi thì bữa nào kiếm Phú á, Phú vô hổm nó trình bày cái diễn đàn 20 đó, hỏi nó là ai, vì nó nằm trong ban, trong ban bệ của đạo Cao Đài mà, nó rành lắm, thấy không? Còn ở chùa Thiền Tông Tân Diệu là ta chỉ nói ra cái căn bản thôi, chứ không dám đi sâu. Còn muốn đi sâu thì là một người nói chuyện với tôi đừng có thu hình, tôi nói cho nghe, à, nói chuyện riêng, hoặc là mấy người cũng được mà kiểm tra hết là không cho thu hình, thì tôi nói cho nghe. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Câu hỏi của con xin hết. Dạ, vị tên Đào Tú Lan hỏi ạ. Vị Đào Tú Lan hỏi, những người tiếp tu đón nhận tu tập pháp môn Thiền Tông thì những người này đều là những người đã kiến tánh
ở cõi Tây Phương tịnh độ của Phật A-di-đà. Vậy thưa Thầy, có trường hợp nào chưa kiến tánh xuống làm người rồi tiếp tục đi luân hồi và mà bây giờ gặp được pháp môn thiền tông tu tập không ạ? Nếu một là được Đức Phật A-di-đà thọ ký, hai là mình đã có công đức mới vô tu được này, ba coi chừng vô phá vô coi chừng thấy hay quá vô phá, kiếm chuyện phá vậy thôi. Nhưng mà tôi không nói ai, ai phá tự mình biết, nhưng mà tôi không dám nói nha. Nên nhớ cái này, cái giống như bên nước ngoài đó, mình cũng vô đó, vô cái rạp hát đó mình nghe sự thật, họ không nghe, họ vô họ tìm cái gì vậy? Họ tìm khác. Thì vô đây, vô thiền tông cũng vô tìm cái gì vậy? Tìm cái sơ hở gì á để mà dẹp cái này, nói thật. Hoặc là tìm cái cách để nó đúng là muốn phá cái này thôi, đủ đủ mọi cách. Chứ không phải mà nghe thích hết đâu. Đó, mình phải để ý tới cái chỗ đó đó. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Con xin Thầy coi như nói với là chuẩn quá 8 lần, nhưng mà đã lần thứ 5 rồi. Thì người tu thưa pháp môn thiền tông này thì chuẩn quá 3 lần sau nữa. Về cái vấn đề giáo lý gì đó không biết. Thì nếu mà như vậy thì đó mình học, mình hiểu về thiền tông này là phải rõ ràng là muốn trở về làm công đức, học thuộc công thức. Rồi bây giờ là coi như cái câu hỏi của con, nếu mà như vậy có đầy đủ chưa? Hay là phải đợi thôi Thầy ra giáo lý gì, Thầy đổi tên gì đó này kia, còn thiếu sót những gì nữa không thì Thầy cho biết. Chứ bây giờ là chỉ theo cái quyết chí là trở về Phật giới, là theo những cái lời Thầy dặn. Vậy thấy còn thiếu sót gì nữa không? Xin Thầy cho biết. Chữ giáo lý là lời dạy của Đức Phật về cái tinh hoa đạo Phật, là nằm ở trong cái này nè. Chứ đâu có đổi tên được, không có đổi tên được. Nếu bây giờ cho là không, là do đệ tử Đức Phật quyết định, đệ tử Đức Phật cho là không. Chứ nhà nước thì đệ tử Đức Phật mà yêu cầu thì nhà nước xuất bản cho. Còn bao nhiêu người dân không được, người dân yêu cầu không được. Phải là, bởi vì tôi có nghe một cái đoạn là người ta dạy, cái đạo Phật á, là cái tinh hoa đã đưa ra rồi mà không được công bố cái tinh hoa này. Tôi có nghe nhiều người nói vậy thôi. Thì bây giờ á, thì cái này thì do cái duyên là đệ tử Đức Phật có cho không? Nó cho thì sẽ được công bố cái giáo lý ra, còn không có là thôi. Nhưng mà nên nhớ rằng tôi thì chắc lẽ cái sự sống của tôi chắc không quá 3 năm nữa đâu. Nó, tôi nói cho biết, vì sức khỏe tôi biết mà, không có ai sống dài được đâu. Thì cái sự, tôi cũng có cái thời gian, nếu mà được thì tôi cố gắng, tôi đưa ra, còn không có là thôi. Thì thế hệ sau, thì trong cái quyển giáo lý không có người kế thừa nha. Trong quyển giáo lý không người kế thừa. Chứ phải nói cái người A, người B thì tôi đợi. Mà thì bây giờ nó không tìm không có. Thì bây giờ ông nói nếu mà trường hợp mà đệ tử của Như Lai mà cho thì phước cho cái nước rồng này. Còn nếu mà đệ tử Như Lai không cho thì nước rồng không có phước, có vậy thôi. Tôi có cái bổn phận là âm thầm cất giữ 50 năm, sau đó là công bố ra. Hôm năm nay là năm thứ 13, 2006, đến nay là 19, là 13 năm, chuẩn bị qua 14 năm. Thì bây giờ trong đó Đức Phật có nói là nếu mà thế giới vật lý mà ta đồng ý cho về phổ biến tinh hoa thì con cứ cho, còn không thôi.
nhiệm vụ của con là xong rồi. Bởi vì nhiệm vụ của con thì nó có ba hai phần: dạy người ta giác ngộ là cái gì, công thức giải thoát là cái gì. Còn bây giờ xóa mê tín của người khác, thấy không? Phổ biến tinh hoa đạo Phật ra của người khác, không phải của con. Ta nói cho biết vậy thôi. Bây giờ thì còn sức khỏe ngày nào thì nói ngày nấy. Chủ nhật thắc mắc gì về đây hỏi tôi nói cho nghe thôi. Đó, thì bây giờ thì cũng biết rằng bây giờ tôi sống thì tôi sống bằng thuốc, chứ không có thuốc tôi cũng chết luôn. Bởi vì nó không thể nào chịu nổi là mấy cái người họ ấy đâu. Dù có học không học cũng chửi, nghe Thiền Tông là chửi thôi. Mà không phải một người chửi đâu, mà rất nhiều người chửi, chứ không phải một người. Thì thôi bây giờ cái chuyện mà giáo lý á, thì bây giờ cứ đợi. Thì thơ ông gửi ông Thích Phổ Tuệ 2010 ở tháng 5, này tháng 9 rồi, 4 tháng rồi. Ông trả lời thôi chứ giờ nói sao giờ. Rồi mà thắc mắc hỏi tiếp đi. Thưa thầy, con không phải hỏi về giáo lý, con chỉ nói là con coi như bây giờ mình đã nói gián tắc như thần thuần, không dám ngã mạng, nhưng mà đã quyết chí là coi như thuộc hết về cái Thiền Tông này. Nhưng mà những cái như vậy á, thì còn thiếu sót gì nữa hay không? Thì nếu còn thiếu sót thì thầy chỉ dẫn dùm cho tụi con thôi. Còn giáo lý có càng tốt, còn không có cái đó là cái duyên của nước Việt Nam mình, chứ con không có thắc mắc mấy cái đó. Thì tức là ham muốn trở về Phật giới nè, làm công đức nè, phải học thuộc lòng. Nhất là lúc mà cái mình bỏ cái tứ đại này để trung cái ấm thân của mình đó, mình có công đức phước đức bằng nhau với lại ít đó, mấy cái đó đó là còn thiếu sót những gì nữa không? Rồi câu hỏi thứ nhất, câu hỏi thứ nhì á, công đức với phước đức mình bằng nhau nè, bây giờ mình cũng phải thử ông thần đó 3 lần. Nếu mà mình thử mình thấy ông thần đó là ông thần giả mình cái qua tiêu đó, vậy mình phải làm sao? Lúc đó mình đứng nữa một cái qua tiêu ông Phật mà coi như là thiệt đó sẽ hiện ra dẫn mình đi hay làm sao? Đó, con chỉ thắc mắc 2 cái đó thôi. Còn thiếu sót những gì nữa trong cái vấn đề mình học Thiền Tông thì xin thầy chỉ dẫn. Điểm thứ nhất, điểm thứ nhì, nếu mà thấy Phật giả thì phải làm sao? Hay là Phật thật hiện ra liền, xin hết. Bây giờ mình còn sống ở đây á, mình cố gắng tạo công đức đi. Người ta đã chỉ nhiều cách tạo rồi đó. Cái nào nó phù hợp thì mình cứ tạo ra. Mình đừng có lo bất cứ gì. Thứ nhất là lớn tuổi rồi thì thôi, cứ tạo công đức về vậy thôi. Đừng có thắc mắc gì nữa hết. Còn vấn đề mà làm không làm thì cái trong cái đường về Phật giới người ta đã nói rất rõ rồi. Có nghĩa là nguyên tắc cái anh mà thánh á, anh dụ mình 3 lần thôi, nguyên tắc 3 lần mà mình đi qua khỏi thì ổng không có gạt mình nữa đâu, không có gạt lần thứ tư để như vậy. Giống như ở Thiếu Lâm Tự á, mà muốn một tu sĩ mà ở Thiếu Lâm Tự muốn đi ra xuất ra thì phải đi qua 3 cái cửa, đánh bại 3 cái cửa này thì anh mới được quyền ra, còn quá anh chả vô học tiếp. Thì cái Thiền Tông này vậy này, khi mà thần nó cho ra rồi thì qua cái cửa đó, cái cửa đi nhìn qua tiêu thì có hồn sẽ giả 3 lần cho mình biết. Mà mình 3 lần là có hồn nó không có phá được mình thì nó không phục mình luôn đó. Thôi giờ cho cho trùng ấm thi đi về đó. Có hồn mà vừa thả ra thì qua tiêu của Đức Phật xuất hiện liền, không có nhớ là không có giả lần thứ tư đâu, đừng có lo cái đó, thấy không? Cái luật nó vậy thôi. Và trước mắt thì cứ to tạo công đức đi, rồi mình thấy cái trường hợp này kiềm hợp kia giả mới biết.
Thì bây giờ tất cả những cái chuyện gì của thế giới vật lý này tao đã nói hết luôn cho mình biết. Ai giả, ai thiệt này tao nói cho mình biết hết rồi. Đừng có lo. Thì bây giờ cứ tạo công đức đi rồi về. Đừng có thắc mắc gì nữa hết. Còn nếu thắc mắc thì cứ hàng tuần Chủ nhật lại đây hỏi. Nhưng mà nên nhớ rằng hỏi làm sao mà có lợi ích cho mình và có lợi cho người khác. Đừng có gì cái một cái câu chuyện mà hỏi hoài à, thì nó không hay. Thì cứ một tuần đi mình về mình suy nghĩ. Suy nghĩ bữa rồi mình hỏi cái này coi sao. Có giúp cho được cho mình không? Nếu mà giúp được cho mình, giúp được người khác là chính câu hỏi này mình có công đức luôn mà. Chứ không cần gì, không cần gì để cho sách, mượn sách không cần ra. Thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Tại vì hồi sáng này á, đi trên xe con với cái người bạn cũng có trao đổi cái vấn đề ông Phật giả, ông Phật tiện. Thì cái người này cũng nói ba lần không được, thấy giả làm tiếp. Thành ra bây giờ thầy giảng rõ ràng phải lần thứ tư rồi á, là coi như ông giả này không được, là con xin cảm ơn thầy. Con đã nhận rõ cái chỗ này rõ ràng. Bây giờ những cái về làm công đức á, thầy nói con cũng xin hiểu. Xin hết, xin cảm ơn thầy và những người đã lắng nghe. Tại vì mình cứ nghĩ 3, 4 lần, 6 lần, 7 lần. Thôi. À, giờ cũng đã đến giờ ăn cơm rồi, xin dừng qua đã giải đáp ngày hôm nay. À, buổi chiều hôm nay không có giải đáp. Mời quý vị ra chai đường dùng cơm chai.